Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở hộ trì, đón vận may liên tiếp, trúng số độc đắc, tiền vàng nhét chật két. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Trong cuộc sống, chúng ta luôn có những niềm tin và hy vọng vào sự bảo vệ và che chở từ những đấng siêu nhiên. Đặc biệt, đối với những người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, sự che chở từ Phật trời là một niềm an ủi và nguồn động lực vô cùng lớn lao. Bạn có bao giờ tự hỏi những dấu hiệu nào cho thấy bạn đang được Phật trời bảo vệ và hộ trì hay chưa? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 7 dấu hiệu đặc biệt mà nếu bạn nhận thấy, đó chính là sự minh chứng rõ ràng nhất cho việc bạn đang được Phật trời che chở và hộ trì. Những dấu hiệu này không chỉ giúp bạn cảm nhận được sự an lành, mà còn mang lại niềm tin vững chắc vào cuộc sống, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và thử thách một cách nhẹ nhàng. Trước hết, hãy cùng nhìn lại một chút về đặc điểm và vận mệnh của người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Những người tuổi này thường có tính cách thông minh, nhanh nhẹn và đầy quyết đoán. Họ luôn biết cách tận dụng cơ hội để đạt được những thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, không ít lần họ cũng phải đối mặt với những khó khăn thử thách. Chính trong những lúc gian nan nhất, sự che chở của Phật trời trở nên vô cùng quan trọng, giúp họ vượt qua mọi thử thách và tiến về phía trước. Hãy tưởng tượng rằng, giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, có những lúc bạn cảm thấy như mình đang bị đẩy vào ngõ cụt. Nhưng rồi bỗng dưng mọi thứ trở nên suôn sẻ một cách kỳ diệu. Bạn nhận thấy mình luôn gặp may mắn trong những tình huống tưởng chừng như bất khả thi. Hay có những lúc bạn cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực bao quanh, giúp bạn luôn bình an và hạnh phúc. Đó chính là những dấu hiệu của sự bảo vệ từ Phật trời mà chúng ta sắp cùng nhau khám phá. Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 7 dấu hiệu đặc biệt đó, bao gồm những trải nghiệm thường ngày mà có thể bạn đã gặp phải, nhưng chưa từng nhận ra. Hãy cùng ngồi xuống thư giãn và lắng nghe những chia sẻ quý báu này. Biết đâu bạn sẽ nhận thấy rằng, mình đang được Phật trời che chở và hộ trì nhiều hơn những gì bạn từng nghĩ. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá đầy thú vị này ngay bây giờ. Vâng, tuổi Tân Sửu thân mến, người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, với biểu tượng con trâu, mang trong mình những phẩm chất đặc trưng của sự cần cù, chăm chỉ và kiên nhẫn. Cuộc đời của họ không chỉ đơn giản là một chuỗi ngày tháng trôi qua, mà còn là những câu chuyện đầy cảm xúc về nỗi đau, sự thống khổ và cả những niềm hy vọng không bao giờ tắt. Từ khi còn trẻ, những người tuổi Tân Sửu đã sớm nhận thức được sự khắc nghiệt của cuộc sống. Họ trưởng thành trong giai đoạn đất nước đầy biến động, chứng kiến và trải qua nhiều khó khăn, thiếu thốn. Chính những thử thách này đã rèn giũa họ trở thành những người kiên cường, không ngại khó khăn, luôn cố gắng hết mình để vượt qua mọi nghịch cảnh. Tính cách của người tuổi Tân Sửu được thể hiện rõ ràng qua sự chịu đựng và bền bỉ. Họ không bao giờ bỏ cuộc. Dù cuộc sống có nghiệt ngã đến đâu, từng bước đi, từng nỗ lực không ngừng nghỉ của họ đều thể hiện một lòng quyết tâm sắt đá. Sự trung thành và trách nhiệm cao cả cũng là những phẩm chất đáng quý mà họ luôn gìn giữ trong mọi mối quan hệ, từ gia đình đến công việc. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài mạnh mẽ đó là những nỗi đau âm ỉ, những vết thương chưa bao giờ lành. Những người tuổi Tân Sửu đã trải qua biết bao mất mát và hy sinh. Họ đã chứng kiến những người thân yêu ra đi, đã trải qua những lần thất bại đau đớn. Nhưng chính những nỗi đau này lại giúp họ hiểu rõ hơn về giá trị của cuộc sống, biết trân trọng từng khoảnh khắc và luôn sống với lòng biết ơn. Trong công việc, người tuổi Tân Sửu luôn thể hiện sự tận tâm và kiên nhẫn. Họ không ngại làm việc chăm chỉ, luôn cống hiến hết mình để đạt được mục tiêu. Dù đôi khi, những nỗ lực của họ không được ghi nhận, thậm chí bị hiểu lầm, nhưng họ vẫn kiên định với con đường mình đã chọn. Đó là con đường của sự chân thành và trung thực, con đường của những người không bao giờ bỏ cuộc. Cuộc đời của người tuổi Tân Sửu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Họ đã và đang phải đối mặt với nhiều thử thách, cả về mặt tinh thần và vật chất. Nhưng điều đáng quý là họ luôn giữ được niềm tin vào tương lai, luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến. Những trải nghiệm khắc nghiệt không làm họ gục ngã, mà ngược lại, càng làm cho họ thêm mạnh mẽ và kiên cường. Nếu nhìn vào cuộc đời của người tuổi Tân Sửu, chúng ta sẽ thấy được hình ảnh của những người chiến sĩ âm thầm, luôn nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Họ chính là những tấm gương sáng về lòng kiên trì và ý chí sắt đá, là nguồn cảm hứng cho những thế hệ sau. Trong tình yêu và gia đình, người tuổi Tân Sửu luôn đặt hạnh phúc của người thân lên hàng đầu. Họ sẵn sàng hy sinh, làm mọi điều có thể để mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho gia đình. Dù đôi khi phải chịu đựng những nỗi đau thầm lặng, họ vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho những người thân yêu. Nhìn lại, cuộc đời của người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 là một bản hùng ca đầy cảm xúc. Đó là câu chuyện về những con người kiên cường, không ngại khó khăn, luôn sống với niềm tin và hy vọng. Họ đã và đang viết nên những trang sử đáng tự hào,
là minh chứng cho sức mạnh của lòng người và ý chí sắt đá. Những nỗi đau và thống khổ mà họ trải qua không chỉ làm họ mạnh mẽ hơn, mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho tất cả chúng ta. Quý vị thân mến, buồn khổ đời người thường sinh ra bởi 12 chữ, buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được, người càng nặng tình lại càng khổ vì chữ quên. Hãy quên đi quá khứ, cuộc đời con người có thể gặp biết bao nhiêu người, trải qua biết bao chuyện buồn vui cay đắng, nhưng nếu cái gì cũng giữ trong lòng, vậy sẽ mệt mỏi biết bao, đặc biệt là những nỗi nhớ, sự ám ảnh, chúng thường có xu hướng tái hiện, khiến ta chìm trong cảm xúc buồn thương khó lòng dứt bỏ. Muốn hạnh phúc, ta cần gác lại quá khứ, phấn đấu vì hiện tại một cách trọn vẹn để trong tương lai, khi nhìn lại hiện tại đã trở thành quá khứ ấy, thứ ta có được là sự nhẹ nhàng, thỏa mãn, chứ không phải nuối tiếc vì đã không nỗ lực hết mình. Hãy trân trọng mỗi ngày ta sống, vì đây mới là ý nghĩa thực sự của sự sống. Quá khứ có thể là bài học tốt cho tương lai ta rộng mở hơn, nhưng nó không nên là gánh nặng để ta nhọc nhằn mang vác suốt cuộc đời. Cái gì quên được thì nên quên, để không chỉ lòng mình bình an mà tâm trí mình cũng được khai sáng. Buông bỏ được quá khứ là một món quà tuyệt vời bạn dành cho chính bản thân mình. Trở ngại lớn nhất giữa bạn và hạnh phúc là ba chữ cầu không được. Bạn luôn mong cầu những thứ lớn hơn, khác hơn, những thứ mình không có mới là thứ tốt đẹp nhất. Đây là một tâm lý hoàn toàn sai trái. Bạn có quyền ước mơ, có quyền phấn đấu vì ước mơ ấy, nhưng không có nghĩa những ước mơ ấy là thứ duy nhất, xứng đáng được bạn nắm bắt, tìm mọi cách buộc phải đạt được. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, một sự việc cần được nhìn nhận ở nhiều hướng. Để có phán đoán chính xác nhất, hãy nghĩ đến khi bạn già đi, yếu đuối, bệnh tật rồi, thứ gì mới là quan trọng nhất để bạn giữ gìn, xây dựng, là tiền tài, danh vọng mà chết không thể đem theo, hay là tình cảm gia đình. Bạn bè sẵn sàng bầu bạn khi khó khăn và cả trong lúc hạnh phúc, câu trả lời đã có sẵn trong trái tim bạn rồi, điều bạn phải làm chỉ là nắm bắt lấy nó. Mạnh dạn quên đi những thứ phù phiếm, viển vông để tập trung cho tương lai tốt đẹp bằng một thái độ chân thành tận tâm hơn. Khi tâm ta an, đời ta tức khắc được bình yên. Quý vị thân mến, tuổi Tân Sửu mang mệnh mệnh thổ, người nay trời sinh thông minh, cũng rất giỏi tính toán, lên kế hoạch, hành sự quyết đoán dứt khoát, dám nghĩ dám làm, họ không bao giờ làm những chuyện khiến mình chịu thiệt thòi. Người tuổi Tân Sửu mệnh thổ có lòng dũng cảm, đôi khi ưa mạo hiểm, lòng tự tin cũng vô cùng lớn, vì mục tiêu đã chọn, họ sẽ không màng tới bất cứ điều gì mà quyết tâm giành lấy bằng được. Người này cũng rất ưa sĩ diện, thích thể hiện, đứng giữa đám đông họ sẽ cố gắng để trở nên nổi bật và nắm quyền lãnh đạo. Bản chất họ là người trung thực, hợp tác làm ăn với người không bao giờ nghĩ đến chuyện lọc lừa, cũng không giành lấy phần lợi về mình. Đây là đối tác kinh doanh tốt mà mọi người nên hợp tác kinh doanh làm việc cùng. Vận mệnh người tuổi Tân Sửu mệnh thổ đã định rằng, phần lớn đều tới tuổi trung niên mới có thể nghỉ ngơi hưởng phúc, thời trẻ họ phải bôn ba khắp trốn, bận rộn mà khổ cực, người này luôn hướng về tình yêu. Dù đã yêu bao nhiêu lần thì họ vẫn giữ cho mình trái tim thuần khiết, luôn hào hứng với tình cảm. Bản thân người này cũng rất hấp dẫn với người khác giới. Có điều, phải luôn ghi nhớ rằng, đừng quá si mê mù quáng khi yêu, nếu không sẽ phải chịu nhiều chuyện buồn phiền. Vận tài lộc của người tuổi Tân Sửu mệnh thổ khá tốt, thuận lợi trên con đường kiếm tiền. Song họ thường có khá nhiều khoản phải chi tiêu, nên dù vất vả kiếm tiền, nhưng cũng chỉ đủ để bù đắp cho những khoản chi tiêu kia, nên lên kế hoạch tài chính rõ ràng để giảm thiểu những mối chi tiêu không cần thiết. Những người tuổi Tân Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền, họ ghét những lời nói ngon ngọt, nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy không ai biết những kế hoạch họ đang làm, thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đạt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng, đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu DNG kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Tân Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại, luôn điềm tĩnh dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm, bởi vậy họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Tân Sửu lại bị tuột mất cơ hội, họ cần phải chăm chỉ, nỗ lực, học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Những người tuổi Tân Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình, họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ, người thân xung quanh, đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, tuổi Tân Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà,
chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn. Tuổi Tân Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ kiên quyết hơn. Giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh khiến tuổi Tân Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên trong một số trường hợp, sự kiên định đó khiến tuổi Tân Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Những người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân. Họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình. Tuổi Tân Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy. Một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Tuổi Tân Sửu ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí họ luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Trong công việc, tuổi Tân Sửu làm việc một cách trình tự, khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất với con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng. Tư duy logic chặt chẽ, những người này có tài trong kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành thực hiện theo. Đôi lúc tuổi Tân Sửu khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên, những người tuổi Tân Sửu khó có thể thay đổi được thói quen của mình. Họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ hoài bão, chinh phục được thành công, tuổi Tân Sửu kiên trì, cố gắng và quyết tâm đến cùng. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản bỏ cuộc. Những người này bền bỉ, từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng hấp tấp. Họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do tại sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của tuổi Tân Sửu. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách, thì tuổi Tân Sửu vẫn ung dung hiên ngang toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Nếu làm việc với những người tuổi Tân Sửu, bạn sẽ thấy họ thật cẩn thận và khoa học, không bao giờ cẩu thả, họ chậm rãi, chắc chắn trong từng bước đi của mình. Không bao giờ mắc phải những sai sót không đáng. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu rất coi trọng chữ tín. Một khi đã làm thì sẽ làm hết mình, có trách nhiệm với công việc được giao. Họ làm gì cũng tuân theo nguyên tắc chuẩn mực xã hội, không bao giờ đi ngược lại với truyền thống văn hóa dân tộc. Bởi vậy, đôi khi cuộc sống của những người này thật nhàm chán và cứng nhắc. Đàn ông tuổi Tân Sửu dù không lãng mạn, mơ mộng, nhưng họ có trách nhiệm. Khi kết hôn sẽ hết mình chăm lo cho cuộc sống gia đình. Dù vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh vui vẻ, nhưng thực ra tuổi Tân Sửu che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng. Những lúc buồn bã khó khăn, họ cũng cần được quan tâm, an ủi chăm sóc. Lúc ấy gia đình và những người thân xung quanh sẽ là động lực, tiếp thêm sức mạnh để tuổi Tân Sửu tiến lên phía trước. Mặc dù rất gan dạ, dũng cảm, nhưng tuổi Tân Sửu cũng không thích phải đối mặt với mạo hiểm. Họ luôn chọn giải pháp an toàn chắc chắn cho bản thân mình. Họ thích sống một cuộc sống yên bình, hòa hợp, không mưu lợi danh vọng cao sang. Đối với tuổi Tân Sửu, gia đình là nơi thiêng liêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người. Bởi vậy họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ. Dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình. Họ nghiêm túc, tôn trọng các mối quan hệ của mình, không bao giờ lợi dụng, đùa cợt bất kỳ tình cảm của ai. Khi muốn gắn bó lâu dài với một mối quan hệ nào đó, tuổi Tân Sửu cần thời gian để tìm hiểu đối phương, vun đắp và phát triển tình cảm của mình. Mọi mối quan hệ của tuổi Tân Sửu nhất thiết phải dựa trên sự cảm thông, tin tưởng lẫn nhau. Họ khéo léo trong chuyện chọn bạn bè. Không phải ai tuổi Tân Sửu cũng coi là những người tri kỷ thực sự. Trong cuộc đời, tình duyên của người tuổi Tân Sửu thường đến muộn và diễn ra khá êm đẹp. Và theo tử vi, nếu có 7 dấu hiệu được Phật trời che chở hộ trì, tuổi Tân Sửu sẽ đón nhận những vận may nào và những điểm hung bạn cần tránh là gì? Hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Quý vị thân mến, nếu có 7 dấu hiệu được Phật trời che chở hộ trì, tuổi Tân Sửu cũng cần cẩn thận với những hung hiểm tiềm tàng xung quanh mình trong cuộc sống hàng ngày. Bởi ảnh hưởng của hung tinh tìm đến bạn không hề nhỏ, những vấn đề khiến bạn trăn trở bấy lâu nay không có cách nào giải quyết ổn thỏa. Trong tháng mới, công việc dồn dập, đôi khi tâm trạng của bạn bị xuống dốc, tinh thần bất ổn. Những lúc này khuyên bản mệnh nhất định phải nhờ đến sự giúp đỡ của quý nhân, những người có kinh nghiệm xung quanh bạn. Dưới sự tác động của cục diện tương hình, thực sự khiến bạn có những nỗi niềm không thể nào nói ra, nhiều đêm trằn trọc không thể nào ngủ nổi. Vì bao nhiêu lo toan cứ chập chờn quanh tâm trí,
Nếu bạn không thay đổi, chúng sẽ bào mòn sức khỏe của bạn trong thời gian ngắn nhất mà bạn không hề hay biết. Đồng thời, tháng mới bản mệnh nên thận trọng trong lời nói và hành động của mình trong tháng này, khuyên bạn không nên làm mất lòng người thân xung quanh, đặc biệt là chớ nói những lời vô nghĩa nơi công cộng. Tiếp theo sau đây là tử vi chi tiết từng phương diện. 1. Tử vi sự nghiệp. Theo tử vi tháng mới tuổi Tân Sửu có nói rằng, tháng này sẽ có bước phát triển đột phá trong công việc. Tại tháng 6 âm này, hứa hẹn bạn sẽ có khả năng cao được thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, áp lực công việc cũng không hề nhỏ trong tháng này. Dưới sự ảnh hưởng của tương hình, bản mệnh phải nâng cao khả năng thích ứng cá nhân, giải quyết công việc một cách linh hoạt và để bản thân có đủ thời gian cân đối công việc và gia đình. Trong tháng bản thân Tân Sửu đang chịu áp lực từ công việc, đôi khi khó có thể giải quyết mọi thứ êm đẹp, khiến tâm trạng bất ổn. Những lời Tân Sửu nói ra đôi khi có thể sẽ làm phật lòng người khác. Tử vi khuyên bạn tốt nhất là hãy nói ít làm nhiều trong tháng này, đặc biệt là ở nơi làm việc, đừng nói những điều vô nghĩa. Bên cạnh đó, sự uất ức vì những bất công trong công việc sẽ trỗi dậy khiến bạn tuyên chiến với đối thủ hoặc nói thẳng với lãnh đạo. Điều này lôi kéo không ít tiểu nhân tìm đến bạn. 2. Tử vi tài lộc. Trong khoảng thời gian đầu tháng, bản mệnh nên chú ý các khoản chi tiêu, chỉ đang dậm chân tại chỗ. Khoảng thời gian cuối tháng, bạn sẽ cảm thấy đỡ áp lực hơn, làm ăn dễ hơn và cũng có nhiều tiền đổ về túi. Khả năng cao có một số Tân Sửu sẽ đòi được nợ hoặc kiếm thêm được nguồn tiền mới. Trong khoảng thời gian cuối tháng nhờ sự phù trợ của Thiên Đức Cát Tinh, những thời gian đầu tháng dễ gặp họa phá tài, chớ nên ham cơ hội lớn. Để rồi đánh mất cả cơ hội nhỏ lẫn cơ hội lớn, người làm kinh doanh không nên thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào để tránh những tổn thất tài chính không đáng có. Với nữ mạng tuổi Tân Sửu, nên chú ý tiêu dùng, không nên mua sắm quá nhiều thứ không cần thiết, tiết giảm chi tiêu, tránh tình trạng túng thiếu, đến khi người thân đau ốm lại không có tiền để lo. 3. Tử vi sức khỏe. Theo tử vi, trong tháng này sức khỏe của bạn không đáng lo ngại, bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe, lại vừa gìn giữ được các mối quan hệ sẵn có. Nếu có thời gian, bạn nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần của bản mệnh phấn chấn hơn. 4. Tử vi tình duyên. Theo tử vi tháng mới, tài lộc của quý cô bác Tân Sửu tương đối bình ổn, vợ chồng muốn giữ được hòa khí gia đình, quan trọng nhất là phải biết tiết chế cảm xúc, đặt bản thân vào vị trí của người kia để có cách hành xử phù hợp. Mâu thuẫn xảy ra có thể khiến nảy sinh suy nghĩ ngoại tình, dễ sa ngã vì cám dỗ, dù là ngoại tình tư tưởng bạn cũng nên tránh, bởi khoảng cách từ suy nghĩ tới hành động không quá xa. Trong tháng 6 âm này, nguyệt lệnh mộ ở Sửu khiến tâm tính bản mệnh có sự biến động, tình cảm cũng có vết nứt, con giáp này có xu hướng quá coi trọng sự nghiệp, đặt công việc lên trên tình cảm, nên đôi khi hành sự khô khan, cộc cằn, khiến đối phương cảm thấy khó chịu, thiếu sự hòa hợp. Tiếp đến là tài lộc tuổi Tân Sửu theo tháng sinh âm lịch. Người tuổi Tân Sửu sinh tháng 1 âm lịch. Xem tài lộc tuổi Tân Sửu theo 12 tháng sinh âm lịch thấy rằng, tuy tiền vận của người tuổi Tân Sửu sinh vào tháng riêng gặp nhiều trắc trở, khó khăn, nhưng ngày sau nhờ nỗ lực và tài năng của bản thân, bạn sẽ giành được nhiều thành công, tài lộc đủ đầy, sung túc giàu sang, về già có của ăn của để. Người tuổi Tân Sửu sinh tháng 2 âm lịch. Bản mệnh là người dám nghĩ dám làm, không sợ hãi trước bất cứ điều gì, tuy bạn phải trải qua nhiều khó khăn vất vả, thất bại nhiều lần, nhưng về sau sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Nếu có thể thay đổi tính khí lỗ mãng nóng nảy của mình, thì việc kiếm tiền sẽ trở nên hanh thông hơn nhiều. Người tuổi Tân Sửu sinh tháng 3 âm lịch. Người này tính tình phóng khoáng, tự do tự tại, có năng lực và khả năng thích nghi tốt, nên tới đâu cũng có thể dừng chân lập nghiệp. Sự nghiệp tuy có nhiều phong ba bão táp, nhưng cuối cùng vẫn có thể thực hiện được ước mơ, kinh tế ổn định, tiền bạc dư dôi, không phải lo cái ăn cái mặc. Người tuổi Tân Sửu sinh tháng 4 âm lịch. Tuy bản mệnh không được hưởng phúc lộc của tổ tiên, cũng không dựa dẫm được vào người thân, nhưng bạn lại rất thông minh tài trí, có thể tự mình làm nên cơ nghiệp, tiền vận bạn sẽ phải trải qua nhiều khó khăn vất vả, nhưng đến trung vận dần phát đạt hơn, có của ăn của để. Người tuổi Tân Sửu sinh tháng 5 âm lịch. Xem tài lộc tuổi Tân Sửu theo 12 tháng sinh âm lịch, bản mệnh sinh vào tháng này tuy có khát khao lập nghiệp, nhưng lại không gặp đúng thời, đúng thế, nên khó có được thành công, cuộc đời trải qua nhiều vất vả, phải lăn lộn ngược xuôi, đi lại khắp trốn, gian nan đủ cả, nhưng tài lộc khó thành. Người tuổi Tân Sửu sinh tháng 6 âm lịch.
Vận mệnh của người tuổi Tân Sửu sinh ra vào tháng này không được tốt lắm. Bản mệnh có thể sẽ phải xa quê hương để lập nghiệp, song tiền bạc kiếm được không nhiều. Tuy nhiên, bạn được nhiều người quý mến bởi tính cách trung hậu lương thiện nên khi gặp phải khó khăn thường được giúp đỡ. Người tuổi Tân Sửu sinh tháng 7 âm lịch. Tuy bản mệnh phải trải qua nhiều sóng gió, cuộc đời chịu nhiều vất vả, nhưng cuối cùng thì sự nghiệp sẽ vô cùng vượng phát, con đường học vấn cũng rất hanh thông, hãy luôn nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng, tự thân vận động, không phụ thuộc vào ai thì mới phát triển được. Ngoài ra, người sinh vào tháng này có đầu óc kinh doanh khá tốt, rất hợp đi theo con đường làm ăn buôn bán. Người tuổi Tân Sửu sinh tháng 8 âm lịch. Người tuổi Tân Sửu sinh tháng 8 này gặp nhiều khó khăn trong công việc, song lại được hưởng nhiều phúc lộc từ hương hỏa tổ tiên để lại. Chỉ cần có ý chí và cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ giành được thành công như ý, tài lộc dù không quá dư giả nhưng không lo thiếu tiền tiêu. Người tuổi Tân Sửu sinh tháng 9 âm lịch. Xem tài lộc tuổi Tân Sửu theo 12 tháng sinh âm lịch, người tuổi Tân Sửu sinh tháng này có sự nghiệp lẫy lừng, tài lộc dư giả, cả đời bản mệnh gặp được nhiều may mắn. Nhiều khi cơ hội xuất hiện ngay trước mắt, nhiều khi được quý nhân giới thiệu cho những mối làm ăn đáng quý, chỉ cần biết nắm bắt thì tỷ lệ thành công rất cao. Người tuổi Tân Sửu sinh tháng 10 âm lịch. Những người sinh tháng 10 âm lịch thường có chí khí, ham học hỏi, bạn cần cù chăm chỉ lại dũng cảm kiên cường, nên hứa hẹn sẽ đạt được nhiều điều mình mong đợi. Người làm ăn kinh doanh dám thử thách bản thân trong những điều mới mẻ, nên dễ thu được tiền về gấp bội so với đối thủ. Người tuổi Tân Sửu sinh tháng 11 âm lịch. Cuộc đời bản mệnh không mấy giàu sang, dù bạn có tham vọng, hoài bão cao xa, nhưng do gặp nhiều thứ ngáng trở nên khó lòng thành công. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân chớ nên mơ mộng ảo tưởng xa vời, nên tập trung vào công việc trước mắt của mình là đủ. Người tuổi Tân Sửu sinh tháng 12 âm lịch. Người tuổi Tân Sửu sinh vào tháng 12 có số khá vất vả, phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống mà ít khi nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Cũng may, bạn có ý chí kiên cường, không sợ vất vả nên cuối đời cuộc sống an ổn, dù không giàu có nhưng cũng không phải lo chuyện chi tiêu. Quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi người tuổi Tân Sửu trong 7 dấu hiệu được Phật trời che chở hộ trì. Tới đây hy vọng rằng với chia sẻ của Minh Đường Tử Vi sẽ giúp quý vị nắm rõ được vận mệnh của mình, gia tăng may mắn và đón được cát lành trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Quý vị và các bạn nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình, thì đừng ngại hãy để lại ngày, tháng, năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận phía dưới để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý bản mệnh trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video hay và hữu ích. Còn bây giờ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.